Không phải là chỉ có tiền thuê ngôi sao thôi, không có tiền thuê. Wow, vỗ tay thật lớn đó các bạn. Hy vọng năm nay sẽ đại thắng anh nha, mùng 1 Tết anh hả? Anh có một cái chia sẻ gì đến với tất cả mọi người cũng như teaser nhỏ nhỏ để mọi người chuẩn bị ra rạp không anh? Thật ra thì tôi cũng không biết nói gì, tôi chỉ nói rằng là tất cả chúng ta dù lớn hay bé, dù trẻ hay già thì trước sau chúng ta có cái tình yêu, và trong tình yêu thì bao giờ cũng sẽ có sự xáo trộn. Cả một cái cuộc đời sống bên nhau của hai vợ chồng thì nó sẽ xảy ra rất là nhiều chuyện, và chúng ta phải cư xử như thế nào và chúng ta sẽ gặp những cái gì, đó là điều những cái tác phẩm muôn đời của thế giới đã miêu tả nhưng không bao giờ hết được. Thì hôm nay tôi có thể nói rằng chúng ta sẽ gặp một cái cuộc ngoại tình mà nó sẽ không giống ai hết, nhưng mà nó cũng sẽ rất là giống rất là nhiều trường hợp. Tôi chỉ có thể nói trước rằng các bạn sẽ không bao giờ có thể đoán được cái câu chuyện này nó sẽ diễn ra như thế nào. Đó là điều chắc chắn tôi hứa với các bạn như thế. Quá tuyệt vời ạ. À. Xin được lớn cho diễn viên Phi Thanh Vân được không ạ? Phi Thanh Vân cũng có mặt trong phim cho nên mời. Dạ vâng, sẵn tiện chị Vy Hương cầm mic em hỏi chị Hương luôn được không ạ? Dạ. Hôm nay thì em có nghe một cái thông tin là tin đồn mà chị nha, là hình như là chị đóng cái phim này nó nhẹ nhàng dữ lắm. Và cho em hỏi cái lý do là vì sao chị Vy Hương đồng ý tham gia cái giải này và hợp tác cùng với đạo diễn Lê Hoàng ạ? Dạ. Trước tiên xin chân thành cảm ơn tất cả quý quan khách cũng như quý báo chí đang có mặt dưới đây. Một cái câu hỏi mà từ sáng giờ rất là nhiều hơn Vy Hương là tại sao những dự án này, và Hương dựng dự án này là nhìn anh Lê Hoàng. Hương chưa bao giờ có dịp làm việc phim với anh, nhưng mà Hương đã có cơ hội được làm một kịch bản của anh Lê Hoàng cách đây mười mấy năm về trước, đó là vở Thiên Đường Gõ Cửa do đạo diễn Đức Thịnh. Và sau đó từ Hương đi nước ngoài và khi quay về, cái vở mà Hương muốn xem nhất đó là Alo Lộ Hàng, cũng là của anh Hoàng viết. Và khi mà Hương được đọc kịch bản này phải đọc trước mặt đạo diễn Lê Hoàng. Và ảnh ngồi ảnh coi mình đọc từng trang vậy đó. Khi ảnh mời mình thì Việt Hương nhận lời ngay, vì Hương muốn có một cái trải nghiệm trong cuộc đời làm nghệ thuật. Năm 2024 này, 24 này là vừa đúng 30 năm của Việt Hương mà chưa bao giờ được làm phim với anh. Và anh trong giới được gọi là một đạo diễn quái kiệt, cho nên nếu mà mình không làm việc với anh thì giống như là mình còn thiếu một cái bộ sưu tập. Cho nên Hương đã nhận lời. Trong bộ phim này cũng giống như là nãy giờ hỏi đó Hương, là chị rất là sướng đó mình. Dạ. Chị ở trong một cái ngôi biệt thự. Wow. Mà bản thân Hương vô đó hầu hết tất cả các diễn viên khi bước vào cái ngôi biệt thự mà anh Hoàng cho tụi Hương vào đóng phim thì ai cũng wow liên tục á. Căn nhà cực kỳ đẹp, cực kỳ sang chảnh, và nó là một cái bối cảnh mà Hương nghĩ là không có ai muốn được, vì cái chị mà cho mướn nhà đó là chị giàu vô cùng, chị không cần cho mướn nhà. Mà cái vai của Hương thì cực kỳ sung sướng, được ăn yến ăn ngày ăn hai lần, tối ăn bào ngư vi cá, bất cứ muốn ăn cái gì đều có hai người phục vụ cho chị chủ đó, được đặt cách phục vụ cho Hương, một trợ lý, một make up. Cho nên là trong cái phim đó là Hương sướng vô cùng, đi đứng cũng có người dìu nữa, cho nên là Hương rất là thích. Mong là phim sau anh Hoàng vẫn cứ mời em cái vai như vậy. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, một tràng hôm nay cảm ơn chia sẻ của nghệ sĩ Việt Hương. Dạ, có hai cô nữ thì hai cô này đều chưa bao giờ đóng phim. Dạ. Và cô này thì chưa bao giờ đóng phim nhưng có học trên sân khấu, còn cô này đóng vai chính, chưa bao giờ đóng bất cứ một cái gì và chưa bao giờ học diễn xuất một giây nào. Wow. Thế cũng là một cái lý do để Minh Sù xin phép được hỏi một bạn tân binh luôn đi, như Lê Hoàng vừa chia sẻ hồi nãy. Chưa bao giờ diễn xuất, chưa bao giờ qua trường lớp, chưa bao giờ đóng một cái tác phẩm nào đó hết. Thế thì em có áp lực không khi nhận lời tham dự cái bộ phim này, mà đặc biệt là đạo diễn Lê Hoàng vô cùng khó tính đây mà. Em chia sẻ và gửi lời chào đến mọi người ngày hôm nay đi. Dạ, em xin kính chào các vị quan khách, các cô chú anh chị nghệ sĩ và các vị khán giả đang có mặt ở đây. Thì em là Đoàn Trinh, em là một diễn viên mới và đây là một bộ phim đầu tay của em. Em rất là biết ơn và cảm ơn đạo diễn Lê Hoàng đã cho em đảm nhiệm vai chính trong bộ phim Trà lần này, và đây cũng là một bước ngoặt để em có thể thể hiện bản thân. Và đứng ở đây ngày hôm nay em rất là biết ơn đạo diễn Lê Hoàng. Và áp lực khó khăn của em thì đạo diễn Lê Hoàng rất là khó, nhưng mà em cảm thấy đó là một cái cơ hội để em phát triển bản thân nhiều hơn. Thì em nghĩ đây là một điều vô cùng là may mắn cho mình, đúng không? Dạ, thật sự là như vậy. Ở đây cô này tuy có học trên sân khấu nhưng cũng chưa bao giờ đóng phim nên cũng nên nói những cái điều mà gọi là xin mời Trần Hằng Nghi. Dạ, em xin chào mọi người. Em tên là Trần Hằng Nghi, em trong vai Kiki. Thật sự là mặc dù em đã qua trường lớp nhưng mà bản thân em thấy
còn rất là nhiều thiếu sót, và đây cũng là một cái thử thách lớn đối với em khi tham gia bộ phim của anh Lê Hoàng, và em đang cố gắng để hoàn thiện và có thể thực hiện được nhiều vai diễn tốt hơn nữa. Dạ. Cảm ơn Trần Hằng Nghi rất là nhiều. Và hồi nãy trước khi mà hai bạn nhập lời khuôn gì hai đứa bây giờ xin mời chiếc micro chuyển qua bên khu vực ở bên cánh phải này được không ạ? Chắc là sẵn tiện chị Vân chia sẻ luôn đi cái cảm xúc của chị khi đến với cái bộ phim lần này, và chị có cái sự ấn tượng gì với tất cả những cái cảnh quay của mình hay không? Trước tiên thì cho Phương Thanh Vân xin gửi lời chào tới toàn thể tất cả các anh chị em nghệ sĩ, những anh chị em đạo cội và các bạn nghệ sĩ mới, cũng như là toàn thể tất cả những bạn nhà báo, phóng viên, cộng tác viên, tiktoker và youtuber đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Một tràng vỗ tay cho sự hiện diện của tất cả chúng ta ạ. Bạn nào đang cầm máy đừng vỗ rớt máy. Anh đừng đeo mắt kính lên nhìn em như vậy, anh còn phải nhìn em cả đời. Các bạn ạ, tất cả những người nghệ sĩ mới lần đầu tiên đóng phim của anh Lê Hoàng thì ai cũng phải trải qua một cái nỗi khiếp sợ. Đấy là khi làm việc với anh, cái tính chuyên nghiệp cực kỳ cao. Và đặc biệt là tất cả những cô mà đóng chính đầu tiên với anh thì sẽ được hưởng hai cái ân huệ. Một là vào ca vai ca ve, hai là vào vai gái đi giật chồng người ta. Trời. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những sức bật, bởi vì như quý anh chị và các bạn truyền thông và các anh chị diễn viên cũng biết, những dòng vai đó là những dòng vai mà để ấn tượng độc đáo và khán giả sẽ nhớ ngay lập tức. Và em cũng có một ân huệ như vậy. Vai đầu tiên trong Gái Nhảy, và em cũng vào vai một con ca ve. Và các em ạ, không những như vậy mà còn phải lộn cả trần truồng ra để mà chụp hình nữa, quay phim nữa. Tuy nhiên, đây cũng là trong những cái bước ngoặt mà chị được thành công như ngày hôm nay. Không có sung sướng như bà chị của mình là được ăn yến, được ăn bào ngư, được ở trong biệt phủ, ôm ấp người trai đẹp. Nhưng mà dù sao chăng nữa các em, chị rất tự hào về các em. Và chị nghĩ rằng chị và Việt Hương thì một ngày nào đó có thể mà xóa và già đi, bởi vì tụi em đã có thể thay thế được các chị rồi. Tuy nhiên, để cho hai chị già đi, chịu khó chờ thêm một chút xíu. Wow. Và có bất kỳ một việc gì cần hỗ trợ trong diễn xuất, trong sâu trọng, ngoài anh Lê Hoàng thì còn có chị Việt Hương và chị và anh Minh Sù, anh Quốc Thái. Dạ, luôn luôn ở đây à, một tràng vỗ tay thật lớn cho chia sẻ vừa rồi của diễn viên Vi Thanh Vân ạ. Và còn một nhân vật nữa, đây là nhân vật nam chính trong bộ phim, và không biết là cảm xúc của anh như thế nào, anh Trinh Vũ có thân mến, bởi vì mình sẽ thấy là đây là một trong số những cái tác phẩm mà anh quay trở lại rất là mạnh mẽ, và anh có chia sẻ gì với tất cả quý vị khán giả hôm nay về cái vai diễn của mình trong bộ phim lần này hay không? Cảm ơn Minh, và để không mất thời gian của mọi người thì mời mọi người vào rạp để xem là mới đến xem là cái ông Hải này ổng ngoại hình như thế nào. Yeah. Anh ơi, anh đừng có trốn ở đây Hoàng ơi. Bây giờ anh phải... Xin phép Minh là cho chị giới thiệu anh Minh là tổ chức sản xuất, em xin mời Minh Đường đây ạ. Dạ, xin được.